Đó. Nhưng mà tự nhiên đi ra ngoài nó làm gì? Nó làm gì giống như mình đi về tự nhiên làm gì? Tê tê cái cho cánh tay này. Bị gì đấy? Bị gì tự nhiên tê tê tay là con ông chết? Không phải, cho cánh tay thì thấy nó mát mát này, nó ấm ấm thích lắm. Làm gì sao hoài với cái nồi? Nó ấm ấm cái vai cũng thích thật. Ấm ấm cái vai không, vai này ấm ấm vừa giống như cái luồng điện nên nó lan cái là ấm. Thế bữa nay bị gì không hiểu nổi luôn thật nè. Trời ơi, là cái quỷ vậy nha. Có cái gì thì mình ngồi mới nói chuyện mà mình cứ chàng chàng thay hoài à. Sao tự nhiên thì sừng thể thì có chứ làm gì đâu. Ủa còn mà đặt vô tội không? Thật mà. Rồi, chúng bắt gặp rồi nha. Ôi, cái gì? Ai gọi ta? Để trong bao. Để gọi. Để coi nha. Ấy số cái là cười tủm tỉm ai vậy? Anh đẹp trai nào vậy? Anh bà con. Anh đẹp trai nào thì có. Biết rồi. Xíu quá nấu đi. Mày bị dính bẫy rồi. Không nghe gì hết trơn anh bà con. Không thể bỏ qua được. Dù này là không bỏ qua được nhưng mà mình phải trình báo với cấp trên. Chết bà cho tôi. Alo. Có tin mới. Bà Thùy với ông Thợ hẹn nhau đi chơi. Ừ, bữa nay ông Thợ ông dám hẹn lén lút không rủ em. Là sao ông sao biết? Mới ngồi đi chơi thấy hả? Gọi xong rồi cái bà tụm tiệm bà cười. Bà cười bà nói gì à? Để xí rồi qua con tiền về rồi qua. Chưa, đang chuẩn đi qua không tin à? Ý là ghét quá à. Định bày trò gì cho nó có trò gì mới không? Chứ hai người đó rủ nhau đi chơi mà không cho em đi chơi. Thì ở trong đó mình tự xử đi. Kiếm trò đi kiếm gì để nó đi. Chứ anh có biết được một giờ này tối tâm bữa nào không gì. Tối tâm chưa đi vô làm gì nữa. Ừ ha. Thôi em cũng là thông minh mà. Thôi vậy thôi, hết giá trị là dụng rồi. Bye bye. Yeah. Ông đó không giúp mình rồi thì mình tự làm. Dám rủ nhau đi chơi không rủ tôi. Để được coi. Chờ mọi người hóng xem kết quả nha. A few moments later. Chờ em, chờ đến bao giờ để anh thành kẻ bạc tình, cầu xin cho mây về vui với gió, dù có qua bao đắng cay muôn đời em vẫn chờ anh. Này không? Trời mưa, mưa cả ngày mà. Mưa cả ngày luôn á. Ôi mà sao khỏi tụi nào thế. Có thể làm gần gan quá trời quá đất à. Thì vui mà. Vui mà mắc cỡ còn chết à. Có sao mà mắc cỡ, có đi ăn uống thì anh em ngồi trò chuyện cho vui có gì đâu. Sao không biết, biết ông Hùng làm gì, ông chuyên gia ông đua lên mạng á. Có đâu, quê còn chết. Ông mua là ông chập dạo cho vui, để làm gì đi
bêu liếu đâu. Thôi không có đâu, không ở đó mà phải cứ tin tưởng ổng không. Ừ. À, tối thì nấu cơm chưa? Thì hả? Thì nấu cơm rồi. Nấu cơm rồi hả? Ừ. Thì nay đi bán nó gặp mưa không? Ừ. Mưa cả ngày nó hơi ướt ướt hơi hơi à. Ướt hơi hơi. Thấy sao? Thấy đi chăn bò sao? Trời ơi. Nguy ngày nào cũng vậy mà. Người mẹ có cho tiền không? Vâng vâng. Thì ngày nào cũng có mà. Để làm gì nói không nói, làm gì mà xe xe vậy? Thích mà. Có thích mất cỡ hả? Thế thì sao? Thì đôi khi được thì quan tâm thì để ý thì cũng thích. Thích thì có gì thì cứ nói đi, có gì đâu mà xe muốn gắt cáo luôn rồi kìa. Có xe đâu rồi, nó bị dính nè, để tung túm vào vậy thôi. Cái này không phải, thầy mới mốt là ngươi nó gắt lỗ lỗ luôn. Không có đâu. Ai nhưng mà chúng ta nghĩ cũng hay hay ha. Sao? Tại nhà người Bắc người Nam tự nhờ cái quen giống như là đi hết một vòng tròn cái đất này luôn. Vòng quanh trái đất rồi thì ngồi đây thể cũng ngồi đây. Một vòng trái đất thể ngồi đây thì ngồi đây. Cả một vòng trái đất á. Ai tính ra thì bay hay quá bộ. Phải làm gì á? Có thể làm gì đâu thì thì có gì nấu thêm nó mà phải nha. Nói mà thấy ngại. Thì nói đi, có đâu ngại. Ngại sao ngại? Ai rồi thể có về có nói cho ai biết chưa? Thể về thì có nói cho ai biết chưa? Chưa, đâu có nói ai biết đâu. Đừng nói nha, thầy không thích gình gan lắm, không thích phô trương. Thích gọi là cái gì thành sự thật rồi nó nói chứ chưa thành sự thật cái nói cho cười chết cái gì á. Cô ta vàng ơi. Ôi, cục vàng của thầy đó hả? Lu gọi nó đái luôn rồi kìa. Mày vô giếng à. Con nhỏ là con kia à? Muốn kêu kì kì mà muốn kêu lâu lâu à. Nào cô ta. Sao mà thì cười khúc khích đấy. Ôi có gì thể nói đi, thể cứ kiều kiều móc móc hoài rồi sao nói chuyện được. Thể kiều đâu, chân thể đi nguyên mà. Xạo vừa thôi, nãy giờ là hai lần đó nha. Có đâu. Còn bị có đâu nữa. Chứ giờ chỉ có hai đứa rồi, thể không kiều thì chứ ai kiều thì. Thì kiều đâu, thể kiều đâu đó, thì giờ mới kiều nè. Tào lao, nãy giờ là kiều chân thì hai lần rồi đó. Chắc thầy cọ nó trúng á. Cứ vậy hoài rồi thì có gì nói chứ, chơi kiều kiều mốc mốc ngọt biết không? Có gì thì cứ nói đi, cứ kiều kiều mốc mốc hoài biết ngọt lắm không? Nhiều rồi. Chứ nãy thể thì cũng kiều thể đấy. Ủa thể khùng hả? Ủa thì kiều thể nào? Có mà. Thì thấy Thùy khều móc trên thể đó. Khùng đặc điều vừa nha thể. Ủa có chuyện gì thì thầy nói chứ, thì có khều chân thể nào? Có mà. Còn ở đó mà có không? Xạo xạo nha. Xạo nhưng mà xạo. Nhưng mà thôi ai khều cũng được bây giờ. Thầy thấy vậy thầy thích được rồi. Tụi lao lòng sao mà khều nó lạng đập á. Có gì cứ nói đi chứ, khều ai mà nói chuyện được, ngọt cũng gần chết luôn à. Kệ đi, không sao đâu. Cuối tuần thầy chiều hôm nào mát ấy, thầy sang thì chở thầy đi chơi nhá. Cái cánh đồng lúa ngoài kia này, gần chân núi á. Gần chân núi chỗ đó đã. Chỗ đấy xanh mướt rồi á, là nó mênh mông vậy đó. Nhưng mà tưởng nào đi ra ngoài nó làm gì? Tê cái chỗ cánh tay này. Bị gì đấy? Bị gì tự nhiên tê tê tay là con ông chết. Không phải, chỗ cánh tay thấy nó mát mát này, nó ấm thích lắm. Làm gì sao hoài với cái nổi. Mà thấy nó ấm cái vai cũng thích thật. Không thích gì ấm cái vai. Không, cái vai này ấm vừa giống như cái luồng điện nó lan cái là ấm. Thế bữa nay bị gì không hiểu nổi luôn á. Thật nè. Trời ơi, là
Không quẩy nha nha. Không có gì thì mày ngồi mới nói chuyện rồi cứ chàng chàng thai hoài à. Sao tự nhiên thì sừng thể hay có chứng làm gì đâu. Ủa còn mà đặt vô tội không? Thật mà. Rồi chúng bắt gặp rồi nha. Ủa cái gì? Ủa còn mà đặt vô tội không? Thật mà. Rồi chúng bắt gặp rồi nha. Ủa cái gì? Ủa gì nữa? Trời đất ơi. Đấy hết rồi nha. Đá đá chân nhau rồi còn bất gì còn gờ dai còn gờ má nhau nữa. Ê ê ê không 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 không. Nãy giờ không có làm gì hết. Ủa không làm gì đâu. Em quá hay mắt không thấy hết á. Ủa nhưng mà nãy giờ tụi chị có làm gì đâu, chỉ ngồi nói chuyện không à đúng không thể? Ừ nói chuyện đâu mà. Ờ đâu có làm gì đâu. Ê ê ê không không không, không có điện nói cho anh ngồi nha. Ông ngồi mà biết là cả bàn chân thiên hạ biết nha. Thôi đừng sao tôi thấy hả. Ngồi ngồi đá đá chân nhau canh nãy giờ ở ngoài đó nha tôi dòm ha. Người thì đá chân qua người đá chân lại rồi còn rờ rờ má nhau rồi hả rờ da nhau có ám hiệu gì. Về mấy mẹ cho coi nè. Không không tiền hồi nãy là hai tụi chị chỉ ngồi nói chuyện bình thường. Nói chuyện thôi à. Thôi chứ không hề làm bất cứ một cái hành động gì luôn. Em canh nãy giờ nha, nãy giờ em thấy không đá ám ám hiệu nhau rồi định rủ nhau đi đâu đúng không? Đâu có không hiểu nhau đâu. Thôi vậy thôi đưa đây đi. Không nhưng mà không được nói cho anh ngồi tiếp. Không đây còn không bịt miệng em đi mấy em. Bịt miệng kéo dài cũng lại không có không hề không. Dám không chị mất gọi em về mất mẹ đó. Ê chơi cũng người... là không không mát mẹ nha. Không ở đây là mình có điều kiện cái đi. Lấy cái đó bịt miệng á thì im lặng. Trời lấy cái bằng kim cái miệng mày lại. Dạ không giờ lấy tiền lấy thôi chị em không có tiền bạc gì á mà đưa tiền càng tốt. Ơi nhưng mà nghe chị nói nè, nghe chị nói nè, thật sự là chị không thể không em không nghe chị nói nha. Em giờ thấy hình động nè, khiều khiều đá đá nhau rồi hả, rút má nè. Ồ em canh hết rồi nha, em về mất mẹ nè. Có đâu có đưa tiền không? Không có. Mày nhỏ mày làm tiền nha, tao mày định làm tiền tao chứ tao quang minh chính đại tao không sợ gì hết trơn. Rồi vậy chứ điện nó rồi không mà. Sợ mà giờ có tiền. Giờ có môi ra không? Nãy giờ anh với chị ngồi nói có chuyện nói gì đâu đó thấy không, thể nói là không có làm gì hết. Có chơi, làm gì đâu ông cũng tại cho tôi thấy rồi đó. Giờ ông có đưa tiền bịt miệng tôi không hay là tôi mép ba mép mẹ nào khỏi cho ông qua đây tôi đóng cửa có ngày làm tiền anh không à. Ông coi chừng tôi á. Thôi vậy thôi hai người làm tiếp đi, đưa điện thoại em đi về. Ấy nhưng mà không có được. Thôi đưa điện thoại em đi về đi. Thôi nhưng mà mày chạy tao một chút đi. Trời chi như trời. Trời ơi tối ngày tối ngày phá cho anh với chị không à. Nhà số 10 đâu ta. Ơi nhà số 10 đâu ta. Ui tôi đúng điện cho nghe. Cái quên ngang như trời ơi. Đừng có điện ra. Đừng có điện thăng đâu. Được. Nãy giờ có thấy gì không? À, nãy giờ không có thấy gì hết trơn á. Nãy giờ em bị mù ngang rồi, không có nhớ, không có nghe em thấy gì trơn á. Em bây giờ như thấy rồi nhớ là không có nói gì nha. Không có nhớ, không có thấy gì luôn đâu, không có nói gì. Ủa, hai người này, ủa sao anh Thể qua đây vậy? Rồi anh Thể qua đây lấy đồ hả? Vậy thôi ngồi nha, uống nước nha, em bây giờ nha. Mày chỉ cần hóa em có thấy. Ủa, không biết gì trơn á. Em về nha. Chúc chị với anh Thể nói chuyện vui vẻ nha. Thôi em về nha, chúc hai người buổi tối vui vẻ nha. Vậy chơi nó cần đi ăn không thấy gì trên đuôi rồi em mù rồi. Mày làm đi đúng tội mày mà hó hé trong hùng mày chết vậy tao. Bó tay con ngọc này muốn á. Cũng chạy thể không á, tự cái đi khiều thiện chi vậy? Thể có khiều thì đâu, thì khiều thể chân thể mà. Ủa thể không hả? Thể hồi nãy thể còn nẫn dai thì nữa. Rồi thiều hai lần luôn. Ủa chứ không phải thì bá vai thể hả? Không, có đâu. Trời vậy là cái con mắm này rồi. Chắc nó bày trò rồi, nó phá rồi chứ. Thế nếu thể ngồi yên đây mà, thể ngồi có làm gì đâu. Trời ơi, vậy làm nãy làm mất tiền của anh. Mà sao? Sao tự nhiên Thùy đưa tiền cho nó chị ấy? Trời ơi, chứ nó mà biết là ông Hùng biết còn chết nữa. Trời ơi, chắc... Cái con báo này ngày càng báo dữ luôn mà. Mà nó vào nó nằm, nằm nhanh quá, thể không nghĩ được ra luôn á. Thì đó, thì cũng không biết đâu, thể thì tưởng đâu là thể kèo kèo mốc mốc không à. Không, thể ngồi như là thể đâu có chọc kẹo gì thế đâu, thật mà. Thì có nãy làm mất tiền quan mạng luôn à. Mà có khi nào nó cầm tiền đi xong nó còn quay lại không trời? Quay chắc không quay đâu, nhưng mà hồi chiều là nó tôi đang nghe điện thoại thấy nó đẻo theo sao rồi tôi thấy ớn ăn đó, nghi rồi đó. Trời ơi, bé này nó ngại càng báo rắn mắt thật á. Thôi, thể về luôn đi. Ôi, thể sợ nó quay lại quá. Thôi, đi về đi. Thôi, thể về nhá. Thôi, về đi. Ngủ ngon nha.
Yeah.